Thầy xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn học bài chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tuyến Duật. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động 1. Ở hoạt động 1, các bạn nhớ viết chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tuyến Duật. Các bạn viết ba khổ cuối của bài thơ: từ nhìn thấy gió cho đến cửa kính vỡ rồi, trong sách giáo khoa trang 71-72. Ngoài ra các bạn còn biết trình bày các khổ thơ sao cho đúng và cho đẹp nữa. Bài thơ về tiểu đội xe không kính đã ca ngợi được tinh thần ung dung vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của các anh chiến sĩ. Để viết đúng bài chính tả ngày hôm nay, thầy nghĩ các bạn đã thuộc lòng bài thơ rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn viết các từ có âm vần khó trong bài. Các bạn hãy dở sách giáo khoa ra trang 71 và đọc thầm ba khổ thơ, dùng thước và bút chì gạch chân những từ khó mà các bạn hay viết sai. Ở khổ thơ thứ nhất, thầy thấy các bạn hay viết sai từ xoa, đột ngột, xa. Ở thứ hai, có những từ khó như ướt áo, tuôn, xối. Ở thứ ba, có từ bơm. Bây giờ, các bạn hãy viết những từ khó mà chúng ta vừa nêu vào vở nháp nhé. Tiếng xoa, các bạn chú ý âm đầu là âm sờ. Đột ngột, ở tiếng đột và tiếng ngột có chung vần ốt. Xa, chú ý âm đầu là âm sờ. Ướt áo, các bạn viết tiếng ướt, âm cuối là âm tờ. Tuôn, các bạn chú ý vần uôn. Ở tiếng xối có vần ôi. Tiếng bơm, các bạn chú ý viết đúng vần ơm. Trước khi viết bài thơ, các bạn hãy đọc lại bài thơ một lần, gấp sách lại và nhớ để viết ba khổ thơ cuối. Mỗi khổ thơ có 4 câu. Lưu ý, khi viết hết một khổ thơ, cần viết cách một dòng. Các bạn nhớ viết đủ tựa bài và tên tác giả. Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, nên các dòng thơ được viết thẳng cột với nhau. Nên các bạn có thể lùi vào một ô vỡ từ hàng kẻ đỏ. Nhớ rèn chữ cho sạch đẹp. Bây giờ các bạn hãy tiến hành viết ba khổ thơ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động 2, luyện tập. Các bạn sẽ làm bài tập 2A và 3B. Phần luyện tập giúp các bạn phân biệt âm đầu sờ hay sờ, phân biệt khanh hỏi hay khanh ngã. Trước khi làm luyện tập, thầy sẽ hướng dẫn các bạn một số mẹo để viết đúng âm đầu sờ hay sờ. Đầu tiên đó là mẹo kết hợp âm điệm. Những âm điệm sẽ kết hợp với âm sờ, ví dụ như cây xoan, xoa tay, tóc xoăn, xoắn lại, tròn xoe, xòe tay, xòe xòa, xum xê. Ngoài ra còn có những trường hợp ngoại lệ, những chữ có âm đệm kết hợp với âm đầu là sờ, ví dụ như xoát, xoạt, xoạn, suýt. Ở mẹo từ vựng viết với âm đầu là sờ, chỉ tên thức ăn, ví dụ như xôi, cải xanh, xúc xích, lạp xưởng. Chỉ tên đồ vật, ví dụ như cái son, que xiên, vân vân. Mẹo từ vựng viết với âm đầu là sờ, chỉ tên cây, đồ dùng, ví dụ như cây sen, cây sim, cây sồi, cây xôm, cái sọt, sợi dây, vân vân. Ở đây cũng có trường hợp ngoại lệ, tên cây, tên đồ dùng được viết với âm đầu là sờ, ví dụ như cây xoan, cây xoài, chiếc xe, chiếc xuồng, cái xẻng, vân vân. Ở mẹo từ lấy, ở từ lấy vần, trong đó có một tiếng âm đầu là sờ, nhưng với sờ không có khả năng này, ví dụ bầm sờm, lao sao, là xòa, liêu siêu, lăng xăng, liễn xiển, lộn xộn, vân vân. Các bạn lưu ý, âm sờ và âm sờ không cùng xuất hiện trong một từ lấy. Có một số từ ghép. Một tiếng có âm đầu là sờ, một tiếng có âm đầu là sờ,
ví dụ như xác suất, xổ số, xứ sở, sản xuất, soi xét, xuất sắc. Vừa rồi thầy đã giới thiệu cho các bạn một số mẹo để viết đúng âm đầu là S hoặc R. Bây giờ các bạn hãy áp dụng vào bài tập nhé. Bài tập 2A, tìm 3 trường hợp chỉ viết với S, không viết với S. Mẫu, sai, không có, sai. Bây giờ các bạn hãy làm bài tập nhé. À, và đây là đáp án của thầy. Sản, số, sỏi, sóng, suối, sâu, sờn, sớm, sim, sư, sượn, sợ, xoái, xước, sưởi. Các bạn xem mình có thiếu hay sai hay không? Nếu thiếu các bạn có thể bổ sung thêm, hoặc sai các bạn có thể sửa lại giống với đáp án của thầy cho đúng nhé. Tiếp theo, tìm 3 trường hợp chỉ viết với S, không viết với S. Mẫu, xoe, không có, xoe. Bây giờ các bạn hãy tiến hành làm bài tập đi nhé. À, và đây là kết quả của thầy. Xé, xếp, xới, xoa, xung, xem, xòa, xơi, phả, xuyến, xoay, sớm, xớp, xẻo, túi. Các bạn có thể tham khảo kết quả của thầy. Có thể bổ sung thêm cho mình. Nếu các bạn đã làm đúng rồi, các bạn có thể tự tuyên dương mình bằng một tràng vỗ tay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 3B nhé. Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn. Thế giới dưới nước, đáy, biển, biển cũng có núi non, thung, lũng, lũng và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực, chân Hoang Ha. Trong bài này, yêu cầu chúng ta chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn. Các bạn nhìn thấy hai tiếng có dấu khanh khác nhau, biển, thanh hỏi, biển, thanh ngã, lũng, thanh ngã và lũng, thanh hỏi. Các bạn hãy chọn tiếng viết đúng chính tả và gạch dưới tiếng đó bằng bút chì để chúng ta được từ có nghĩa phù hợp với nội dung của câu. Kết quả thầy chọn là biển, thanh hỏi và lũng, thanh ngã. Như vậy, chỉ với hai câu văn đã giới thiệu cho chúng ta một thế giới dưới nước, có biển, thung lũng, núi non như trên mặt đất của chúng ta vậy. Các bạn vừa làm xong bài 3B giúp các bạn phân biệt được thanh hỏi và thanh ngã. Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các bạn mẹo để viết đúng những chữ được dùng với thanh hỏi, với thanh ngã. Mẹo từ lấy. Thanh hỏi sẽ kết hợp với thanh ngang và thanh sắc. Thanh ngã sẽ kết hợp với thanh huyền và thanh nặng. Có nghĩa là nếu từ lấy một tiếng có thanh hỏi thì tiếng còn lại sẽ là thanh ngang hoặc thanh sắc. Nếu từ lấy có một tiếng thanh ngã thì tiếng còn lại sẽ là thanh huyền hoặc thanh nặng. Thầy có ví dụ như sau. Vui vẻ, dí dỏm, tầm tã, sạch sẽ. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ hoàn thành bài viết chính tả và hoàn thành bài tập. Ghi nhớ các mẹo chính tả thầy đã dạy, xem trước và tự viết chính tả ở nhà bài cô tấm của mẹ trang 96 sách giáo khoa. Thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau nhé.